Có đức tin thành tịnh, không có sự hy vọng mong cầu, cần hành tinh tấn tu tập không biếng nhác, tu tập các tịnh lợi để xa lìa tán loạn, dùng tuệ vi diệu để học tập đa văn, các căn đầy đủ trí tuệ thông minh, tu đại từ để xa lìa giận dữ não hại, nhờ nhân duyên này được sanh về cõi Phật thanh tịnh. Bấy giờ tối thắng bạch Phật, như lời Phật dạy người tu tập về các pháp trì giới vân vân và các pháp thì được sanh cõi Phật thanh tịnh. Như vậy cần tu đầy đủ các pháp hay chỉ tu một pháp là được sanh ở cõi Phật thanh tịnh? Phật bảo tối thắng, thiên vương nên biết, đối với các pháp ta đã nói ở trước, Bồ Tát nào chỉ tu một hạnh là đầy đủ các pháp, như vậy một hạnh cũng sanh về cõi Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì trong mỗi một hạnh đầy đủ các hạnh, các Bồ Tát này sanh ở cõi Phật thanh tịnh không bị bào thai làm ô uế. Vì sao? Vì Bồ Tát đã làm tượng Phật, tu sửa vườn tăng, ở trước bảo tháp Phật, thoa đất thơm và đốt hương cúng dường, giải hoa đẹp cúng dường, hoặc dùng nước thơm dưới rửa tượng Phật, ở trong vườn tăng dưới nước quét dọn và lắm nền, từ tâm cung phụng cha mẹ sư trưởng thiện hữu đồng học và các sa môn, dùng tâm bình đẳng cung kính cúng dường, đem căn lành này ban cho hữu tình, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm cho hữu tình đều được thanh tịnh. Bồ Tát như thế là được ly dục. Vì sao? Vì tâm không chấp trước, chẳng đắng nhiễm theo bè đảng, quay lưng các trần cảnh, xa lìa các duyên ái. Ở trong cảnh dục, tâm chẳng ái nhiễm, tu hành như thật giới Phật đã thuyết. Đối với bốn việc cúng dường, ít muốn vui đủ, chỉ đủ nuôi thân, tâm thường lo sợ, thường hành tịch tĩnh, xa lìa các pháp. Bồ Tát như thế, chẳng đắm trước việc thế tục, nên được mạng sống thành tịnh, không tà vại, oai nghi, không dối trá, lời nói không lừa gạt, nghĩa là trước mặt thí chủ không lừa dối bằng cách thể hiện bước đi ung dung, nhìn thẳng phía trước, sáu khuỷu tay, không nhìn ngó hai bên, đó là uy nghi tà mạng. Lúc không có thí chủ thì phóng túng buông lùng. Vì cầu lợi dưỡng nên có thí chủ thì ăn nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ, tùy thuận theo ý họ. Lúc không có thí chủ thì nói lời thô bì. Thế người hành bố thí trong tâm thật có tham muốn, nhưng nói rằng không cần, khi không được của thì sanh phiền não, lại nói biểu hiện ít muốn mà tâm tham cầu lợi dưỡng thật nhiều. Các Bồ Tát này không có tướng cầu lợi dưỡng như thế, nếu thấy thí chủ thì không nói rằng ba y hư rách, đồ dùng thiếu thốn, hoặc nói cần thuốc men, lại tuyệt đối không được nói với thí chủ: này thí chủ mỗ giác, cho tôi vật này, hoặc người kia nói tôi chỉ giới học rộng đại bi tinh tấn, dù khen như thế mà tôi không có đức này, tôi chỉ xin tu thiện để đền ơn thí chủ. Các Bồ Tát này không nói với bạch y những lời tự khen mình chê người để cầu danh lợi như thế. Nếu thấy thí chủ cúng thí cho người khác không sanh tâm sân hận phiền não, không du nịnh quanh co để cầu nhận vật đó, không dối trá bằng cách thân thiện để hại người lấy của, chẳng mong hạ nhục người bằng cách giỡn cợt để lấy của, thí chủ định cúng thí cho người được khen, hoặc người thuyết pháp, hoặc đại chúng, hoặc chưa dự định phần chia, hoặc đã bố thí nhưng chưa cho hẳn, thì Bồ Tát không bao giờ chen vào trong ấy để nhận phần. Nếu khi nhận tài vật thì không tham đắm, đây là vật của ta, đây là sở hữu của ta, phải đem cho ngay đến các sa môn khác, hoặc bà la môn, sư tăng, cha mẹ và các người nghèo cùng thiếu thốn đều được bình đẳng sử dụng. Nếu tài vật hết không lo lắng, vài ngày không được thì tâm không khổ não. Các Bồ Tát này thọ nhận vật của người khác cúng dường hoặc bố thí cho người, cả hai đều được thanh tịnh. Vì hạnh thanh tịnh nên tâm chẳng mệt mỏi. Vì sao? Vì lợi ích cho hữu tình đang bị đắm chìm trong biển luân hồi sanh tử, nên các Bồ Tát này không nhàm chán. Nếu có việc ma, các khổ bức bách, tâm không bị thối lui. Nếu người muốn hành nhị thừa, thì vì họ để thuyết pháp, không có nề hà mệt nhọc. Bồ Tát tu pháp Bồ Đề Phần không hề nhàm chán. Các Bồ Tát này tinh tấn như thế là thường tùy thuận hành theo chánh giáo của Phật. Vì sao? Vì các Bồ Tát này xa lìa sự buông lung, tâm thường cẩn thận, khéo tự giữ gìn thân, không tạo việc ác. Ngữ ý cũng vậy, dù sống ở hiện tại, nhưng sợ về vị lai, diệt sạch các pháp ác, không cho sanh ra nữa. Lời nói thường dựa vào chân lý, thường thuyết đúng giáo pháp, chẳng nói những lời phi pháp. Bỏ nghiệp xấu ác, chuyên tu hạnh thanh tịnh,
không hủy giáo pháp của Phật, xa lìa phiền não và pháp bất tịnh. Đó là hộ trì chánh pháp của Như Lai, diệt sạch các pháp ác bất thiện. Các Bồ Tát này tùy thuận theo giáo pháp thanh tịnh của Phật, nếu thấy hữu tình thì vui vẻ mỉm cười không hề nhăn nhó. Vì sao? Vì tâm đã lìa tạp uế vẩn đục, các căn thanh tịnh xa lìa cấu bẩn sân nhuế, tâm không có nội kết oán hận. Bồ Tát như thế hết tức được đa văn, quan sát sanh tử, thường biết như thật về lửa tham sân si đốt cháy, làm cho con người mê loạn, biết như thật về các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả hành là khổ, các pháp là vô ngã. Ở thế gian hữu tình say đắm theo hí luận, phải hiểu như thật là trong các pháp chỉ có niết bàn là tối thắng tịch tịnh. Nghe người thuyết pháp thì suy nghĩ nghĩa rồi truyền trao cho người, phát đại từ bi, khởi niệm kiên cố, nếu chẳng nghe pháp thì không tư tu. Thế nên văn tuệ là căn bản của các chữ. Tất cả trí tuệ được sanh ra từ đây, đã được đa văn thì hộ trì chánh pháp. Vào thời chánh pháp diệt tận ở đời vị lai, có các hữu tình muốn tu hành mà không gặp chánh pháp, không có người thuyết pháp thâm sâu, thì khi ấy Bồ Tát tuyên dương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa để cho hữu tình tu giới định tuệ. Do đó khen: thiện nam tử, vào thời chánh pháp diệt tận, người nên phát tâm bồ đề cầu vô thượng giác vì muốn làm lợi lạc cho hữu tình. Kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế là đối tượng để tu hành của chư Phật trong ba đời. Người xin tu hành thì giác ngộ chẳng xa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa không xa đại bồ đề. Nhưng người trồng lúa, cây lúa đã trổ đồng, nên biết kết quả thu hoạch không xa. Cũng vậy, Bồ Tát cầu đại bồ đề mà được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chắc chắn Bồ Tát ấy cách Phật chẳng xa. Thiện nam tử, xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa để nương tựa vào các kinh pháp cầu vô thượng giác, hoặc có thể chứng đắc thì điều ấy không thật có. Tí như con vua bỏ vua cha mà đi đến người khác cầu làm thái tử chắc chắn không thể được. Cũng vậy, Bồ Tát cầu trí nhất thiết cần nương Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu nương vào kinh khác cầu trí nhất thiết thì không thể được. Thí như bỏ con muốn bú sữa thì phải nhờ mẹ nó, nếu tới bỏ khác thì không có sữa. Cũng vậy, Bồ Tát cầu đại bồ đề phải nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu nương pháp khác thì không thể chứng đắc. Thiền Phượng nên biết các đại bồ tát gần gũi Bát Nhã Ba La Mật Đa làm pháp vương tử, tướng tốt trang nghiêm thân thể, các căn đầy đủ tu hành pháp Phật đã tu, giác ngộ điều Phật đã giác ngộ, cứu hộ khổ não cho tất cả hữu tình, thông suốt hoàn toàn giáo pháp của Phật đã thuyết, thường tu phạm hạnh, xa lìa sự vẩn đục, giữ gìn thành trì trí nhất thiết của chư Phật. Đó là Bồ Tát làm pháp vương tử, được Đế Thích Phạm Thiên Hộ Thế cùng tôn trọng. Vì sao? Vì hành đạo Bồ Tát được bất thối, tất cả ác ma không thể lay động, do đó an trụ Phật Pháp, thông suốt tất cả lý không bình đẳng, không chạy theo duyên ngoài, nên an trụ trong trí tuệ Phật Pháp, không cùng ở chung với thành phần độc giác vân vân, vượt khỏi thế gian trụ vô sanh nhẫn. Bồ Tát biết như thật các phẩm thượng trung hạ khác nhau về tham sân si của hữu tình, biết rõ như thật phẩm loại khác nhau về tâm thiện, tâm kiên cố của hữu tình. Khi biết như thật rồi, tùy theo mỗi một hữu tình để nói pháp đối trị, có thể giáo hóa hữu tình. Hữu tình nào muốn thấy thân Phật được độ thoát thì Bồ Tát hiện thân Phật để thuyết pháp. Nếu muốn thấy thần Bồ Tát để được độ thoát thì Bồ Tát hiện thần Bồ Tát để thuyết pháp. Nếu muốn thấy thần độc giác để được độ thoát thì Bồ Tát hiện thần độc giác để thuyết pháp. Nếu muốn thấy thân thanh văn để được độ thoát thì Bồ Tát hiện thân thanh văn để thuyết pháp. Nếu muốn thấy các thân Đế Thích, Phạm Thiên, Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Trường Già, Cư Sĩ vân vân để được độ thoát thì Bồ Tát đều hiện các thân ấy thuyết pháp cho họ. Bồ Tát bằng phương tiện thiện xảo, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, giáo hóa độ thoát hữu tình như thế. Các Bồ Tát này tâm tánh từ hòa, tránh trực uyển chuyển, không bị cấu uế như rùa nịnh ganh ghét. Tâm thường thanh tịnh, không nói lời thô ác, hành hạnh nhẫn nhục gần gũi hữu tình. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, thì ở chú xứ ấy được an ổn. Vì sao? Vì Bồ Tát đầy đủ chánh kiến và thanh tịnh kiến, thanh tịnh hạnh, các hành động trong cảnh giới tùy tâm tương ưng.
Nếu tâm trái với pháp ác bất thiện và không hoạt động trong cảnh giới uế ác, thì Bồ Tát không thực sự tu hành. Các Bồ Tát này thấy người đồng học hết lòng hoan hỷ, hoặc của cải hoặc giáo pháp đều thọ dụng chung để hành Phật đạo, chỉ có Phật là thầy. Bồ Tát như thế thì được tự tại an lạc, nắm giữ đầy pháp để giáo hóa hữu tình. Vì lợi ích nhiếp phục hữu tình nên Bồ Tát bố thí lợi ích, bố thí an lạc hoặc bố thí tất cả, hoặc dùng lời lợi ích, lời có nghĩa, lời đúng pháp, hoặc những lời tương tự để nhiếp phục hữu tình, đem của cải để lợi ích bình đẳng, hoặc đem thân thể lợi ích bình đẳng, hoặc đem sinh mạng để lợi ích bình đẳng, hoặc đem vật dụng để lợi ích bình đẳng. Thiền vương nên biết bố thí lợi ích tức là pháp thí, bố thí an lạc tức là tài thí, bố thí vô tận là chỉ dạy chánh đạo, lời nói có lợi ích thì sanh pháp lành, lời nói có nghĩa thì thấy chánh lý, lời nói như pháp thì tùy thuận giáo pháp của Phật, lời nói chẳng sai khác thì thuyết pháp như thật. Dùng của để lợi ích bình đẳng là việc ăn uống, y phục, vân vân. Dùng thân để lợi ích bình đẳng là bảo vệ, nhiếp phục và kẻ khác cũng được như vậy. Dùng mạng để lợi ích bình đẳng là các thứ chân bảo ngoài mạng sống. Vật dụng lợi ích bình đẳng là voi ngựa, vân vân, tất cả tịnh tài. Đó là các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tự mình làm và đem cho người đều được bình đẳng. Các Bồ Tát này sanh ra với thân hình xinh đẹp, siêng năng tu tập oai nghi tịch tĩnh, oai nghi không dối trá, oai nghi thanh tịnh, mọi người đều muốn nhìn, trong ngoài đều thiện, người xem không chán, làm vui lòng người, tất cả hữu tình đều yêu mến, tôn trọng, ai nhìn thấy đều phát thiện tâm. Người sân hận thấy thì tâm hòa giải. Các Bồ Tát này xinh đẹp như thế, làm chỗ nương tựa, bình đẳng bảo hộ hữu tình, diệt sạch phiền não, hướng dẫn hữu tình, ra lìa sanh tử vô biên, độ thoát vô biên hữu tình, vượt qua hiểm nạn của thế gian. Làm bạn thân với kẻ không quyến thuộc, làm thầy thuốc giỏi cho kẻ bệnh phiền não, làm người cứu hộ cho người không được cứu hộ, làm chỗ nương tựa cho người không có chỗ nương tựa, làm ngọn đuốc pháp cho người không ánh sáng. Bồ Tát làm y chỉ cho các hữu tình như thế, để chữa trị các bệnh như cây thọ vương tên là thiện kiến, thân cây gốc rễ, cành lá hoa quả, sắc hương mùi vị đều chữa lành bệnh. Cũng vậy, các Bồ Tát này từ khi mới phát tâm cho đến cứu cánh thường chữa lành bệnh, phiền não cho hữu tình. Bồ Tát có nhiều phước đức trí tuệ thì người nào được thấy nghe đều lành bệnh. Đó là Bồ Tát có công đức tương ứng tùy theo năng lực để làm việc cúng dường tam bảo. Người có tật bệnh thì bố thí thuốc men, người đói khát thì bố thí đồ ăn uống, người lạnh rét thì bố thí y phục. Hết lòng kính thờ các vị thân giáo sư, quý phạm sư, cung kính chào hỏi người đồng học đồng giới pháp. Tạo lập chú xứ tăng, cấp thí ruộng vườn tùy theo tài vật của mình để bố thí, đối xử như pháp đối với tồi tớ. Nếu nghe phạm trí sa môn nào có danh đức tu chánh hạnh thì thường gần gũi để học hỏi. Các Bồ Tát này thường phát sanh hạnh lành, đầy đủ phương tiện thiện xảo để giáo hóa cứu độ hữu tình. Thần vẫn ở yên nơi quốc độ này mà đến vô biên quốc độ khác để hỏi chánh pháp, thì hiện cúng dường vô biên Như Lai, hoặc thị hiện tu tập trợ Bồ Đề Phần, hoặc thị hiện cúng dường vị Phật mới thành, hoặc thị hiện thân mình thành đẳng chánh giác, hoặc vì chúng thị hiện chuyển pháp luân vi diệu, hoặc thị hiện niết bàn, làm việc lợi ích lớn. Người đáng độ thì thị hiện thân hóa độ, làm cho người thấy được lợi ích. Tùy làm các việc Phật sự như thế mà chẳng tác ý, chẳng phân biệt. Khi ấy tối thắng bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm các việc biến hóa như thế nào mà tâm không phân biệt. Phật dạy, này Thiên Vương, ví như mặt trời mặt trăng chiếu soi khắp tất cả, không có phân biệt. Ta phát ánh sáng và chiếu đến chỗ nào, thì các loài hữu tình, tùy theo nghiệp lực của mình để cảm nhận ánh sáng mặt trời, mặt trăng chiếu soi ngày đêm. Cũng như vậy, các Bồ Tát này tùy hiện hóa thân mà không phân biệt. Vì sao? Vì các hữu tình đều có nghiệp lành đời trước. Xưa kia Bồ Tát phát nguyện độ hữu tình, do sức thệ nguyện và tùy theo ý niệm của họ, nên hóa hiện thân không phân biệt. Các Bồ Tát này dùng phương tiện thiện xảo, thường làm những việc làm như thế để giáo hóa hữu tình mau chóng hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao?
Vì các Bồ Tát này bố thí viên mãn, trì giới thanh tịnh, không bị lùng chảy, khiếm khuyết, giới phẩm thanh tịnh, vượt hẳn hàng thanh văn và độc giác, đầy đủ an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, xảo tiện, diệu nguyện được trí và các công đức bất cộng của Phật, vượt trên địa vị thanh văn độc giác. Thiên vương nên biết, Bồ Tát sơ địa cho đến thập địa hành bát nhã và làm mật đa sâu xa, tu tập các hạnh như thế, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi thuyết pháp này, có 2 vạn thiên tử, xa lìa trần cấu, dành pháp nhãn thanh tịnh, 3 vạn bồ tát được vô sanh nhẫn, 84.000 trời người đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vô lượng 100.000 kiền đạt phược và khẩn nại lạc, nhiễu quanh núi thiếu phong, hoan hỉ chắp tay tán thán Như Lai, vô lượng 100.000 dược xoa, vui mừng chắp tay, nhiễu quanh núi thiếu phong, mưa nhiều loại hoa vi diệu để cúng dường chư Phật. Ở 10 phương vô lượng hàng hà xa thế giới chư Phật, đều có vô lượng Bồ Tát đến tán thán. Đức Như Lai Thế Tôn khéo thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho các Bồ Tát. Nhờ bát nhã ba la mật đa mà trời người được 4 hướng, 4 quả và đạo độc giác bồ đề. Cũng có Bồ Tát thập địa, thập độ, 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết tướng, trí nhất thiết, vân vân, vô biên Phật pháp, đều nhờ bát nhã ba la mật đa mà được thành tựu. Nhiều việc thế gian đều nương hư không không có chỗ nương. Bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như vậy, vì các pháp không có chỗ nương. Nguyện cho chúng tôi ở đời vị lai thuyết bát nhã ba la mật đa cho các đại bồ tát như Thế Tôn đang tuyên thuyết ngày nay. Nói như vậy rồi, cung kính giải hương hoa lên Như Lai và chúng hội. Lúc ấy có vô lượng thiên thần và các thần khác ở núi Thiếu Phong trụ giữa hư không tán thán. Hỷ hữu thay, thưa Thế Tôn, chúng con nghĩ đã có vô lượng chư Phật đến núi Thiếu Phong thuyết bát nhã ba la mật đa cho đại chúng như ngày nay không khác. Trời tối thắng bạch Phật, bạch Thế Tôn, thiên thần ở không trung có trí tuệ gì, làm sao biết được sự sai khác gần xa của cảnh giới chư Phật trong quá khứ, mà nói có vô lượng chư Phật đã tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa cho chúng hội này. Phật dạy, này thiên vương, chúng thiên thần đây đều là Bồ Tát an trụ cảnh giới bất khả tư nghị giải thoát, cho nên được sự sai khác gần xa của cảnh giới chư Phật trong quá khứ. Này thiên vương, xưa kia ta còn làm Bồ Tát đã từng sanh trong cảnh thiên thần ấy, thấy vô lượng chư Phật chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đã vì chúng hội tuyên thuyết diệu pháp cho đến lúc nhập niết bàn, ta thường chắp tay kính lễ khen ngợi. Vì sao? Vì tuổi thọ của cảnh giới thiên thần kia lâu dài, nên thấy nghe vô biên sự việc lâu xa trong quá khứ. Bấy giờ trong chúng có một thiên tử tên là Quang Đức, rời tòa đứng dậy, lấy áo che vai trái, gối phải chấm đất, chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chư Phật Bồ Tát, phải ở cõi tịnh độ chứ, tại sao Thế Tôn xuất hiện ở thế giới kham nhẫn, đầy dẫy ô uế xấu ác này? Phật bảo Quang Đức, thiên tử nên biết chỗ ở của Như Lai không có tạp uế tức tịnh độ, khi ấy Như Lai dùng thần lực, làm cho 3.000 đại thiên thế giới đất bằng như bàn tay, đều do lưu ly tạo thành, không có các núi gò, núi đất, trông gai, nơi nơi đều có nhiều báu hương hoa cỏ mềm, suối hồ với nước 8 công đức, thềm bậc bằng 7 bóng, cỏ cây hoa quả đều tuyết về pháp luân, bất thối của Bồ Tát, không có pháp thanh văn độc giác khác, tuy có Bồ Tát từ 10 phương đến mà chẳng nghe tiếng gì khác. Chỉ nghe thuyết pháp bát nhã ba la mật đa sâu xa khắp nơi, hoa sen nở lớn như bánh xe với đầy đủ màu sắc xanh vàng đỏ tía vân vân. Trong các đài hoa đều có các Bồ Tát ngồi kiết già tư duy về đại thừa, thấy trừ Như Lai ở giữa chúng hội thuyết pháp sâu xa cho chúng Bồ Tát, vô lượng 100.000 đế thích phạm thiên hộ thế cùng kính cúng dường vây quanh khen ngợi. Thiên tử Quang Đức thấy việc như vậy vui mừng hớn hở khen ngợi Phật. Hỷ hữu thay, thưa Thế Tôn, hỷ hữu thay, thưa Thiện Thệ, pháp Như Lai đã thuyết chân thật không hư dối, chỗ ở của Như Lai không tạp uế tức là tịnh độ, như Phật đã thuyết không có sai khác, hữu tình phước mỏng thấy tịnh thành uế. Bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, được nghe công đức danh tự bát nhã ba la mật đa thì đó là điều rất là hy hữu, huống chi là siêng năng biên chép thọ trì đọc tụng giảng thuyết cho người khác. Phật bảo Quang Đức,
Thiên tử nên biết thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào ở trong vô lượng đại kiếp đem tâm vô ngại bố thí các tài vật cho hữu tình, so với thiện nam tử, thiện nữ vân vân dùng tín tâm thanh tịnh biên chép kinh này rồi trao cho người khác thọ trì đọc tụng thì công đức đạt được nhiều hơn người trước. Vì sao? Vì của thí chủ trừ đói khát, còn pháp thí không cùng.